Minh Khoa xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tại thành phố Denver ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngay sau đây sẽ là những bản tin cập nhật trong ngày. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, bản tin của chúng tôi cho biết rằng Hiệp hội chủ sở hữu nhà đất phải thông báo cho cư dân về quyền tịch thu nhà của họ. Thưa quý vị, mới đây, Hội đồng thành phố Denver vừa phê duyệt một dự luật yêu cầu Hiệp hội chủ sở hữu nhà đất phải thông báo cho cư dân về quyền tịch thu nhà của họ. Dự luật này được ban hành sau khi có ít nhất 50 căn nhà ở khu vực Green Valley đã bị tịch thu, trong lúc Hiệp hội vẫn chưa yêu cầu người thuê thanh toán khoản tiền phạt. Vị Chủ tịch Hội đồng Stacy Gilmore cho biết rằng, trước đây, hầu như các chủ nhà đất đều không được thông báo về những điều trích dẫn, cũng như không biết họ tịch thu căn nhà còn nợ tiền phạt. Và nếu Hiệp hội không thông báo hoặc không lưu trữ tài liệu thích hợp về những điều trích dẫn nói trên, thì các chủ nhà đất vô tình phải trả tới hàng ngàn Mỹ Kim tiền phạt. Bà Gilmore yêu cầu Thống đốc Jared Polis và Bộ trưởng Tư pháp Phil Wager phải điều tra tình hình đã xảy ra vào tháng 3 vừa qua, cũng như đã chuyển các cuộc điện thoại và email của người dân đến văn phòng của Bộ trưởng Wager. Cơ quan lập pháp của Colorado đã phê duyệt dự luật mang tên HB 221137 vào tháng 5 vừa qua, bổ sung nhiều biện pháp nhằm bảo vệ cho những người chủ nhà. Dự luật này cũng yêu cầu Hiệp hội phải thông báo cho cư dân về bất kỳ khoản tiền phạt nào hoặc bất cứ món tiền phạt nào còn tích lũy mà họ cần phải thanh toán trước khi tiến hành tịch thu tài sản. Dự luật này cũng đề ra giới hạn về lệ phí trả chậm và lãi suất, đồng thời yêu cầu Hiệp hội thành lập chính sách cung cấp thông tin có liên quan đến các dịch vụ tư vấn tịch biên tài sản tại địa phương. Dự luật này của thành phố Denver đã hoán chuyển lại các điều khoản có liên quan đến thẩm quyền của người thuê nhà, thêm một điều khoản mới có liên quan đến thông báo của Hiệp hội chủ sở hữu nhà. Và như vậy thì Hội đồng thành phố của Denver sẽ ngăn cản không để bất kỳ ai vượt qua kẽ hở của dự luật tiểu bang bằng cách yêu cầu Hiệp hội thông báo bằng văn bản về quyền lợi và những vấn đề liên quan đến tiền bạc ít nhất là phải 30 ngày trước khi bắt đầu tiến hành tịch thu nhà. Và hiện nay, dự luật sẽ có hiệu lực từ tháng 8. Tiếp theo bản tin của chúng tôi cho biết rằng miễn thuế tả lót tại thành phố Denver. Ngày 27 tháng 6, Hội đồng thành phố Denver vừa bỏ phiếu cho một sắc lệnh trong đó ghi rằng tất cả mọi tả lót bằng giấy được miễn thuế tại thành phố cũng như là các quận hạt của Denver. Và như vậy, sắc lệnh này sẽ được chính thức phê duyệt sau một cuộc bỏ phiếu vào tuần tới. Việc miễn thuế hàng hóa tại Denver, bao gồm các loại tả lót và các sản phẩm dành cho những người cao niên, sẽ có bắt đầu hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Cơ quan lập pháp của tiểu bang Colorado đã phê duyệt đạo luật này trong phiên họp miễn thuế bán hàng của năm 2022 của tiểu bang. Tuy nhiên, hội đồng thành phố sẽ tiến hành lựa chọn để xem có áp dụng luật miễn thuế này tại địa phương của họ hay không. Và tháng 4 vừa qua, thì Aurora là thành phố đầu tiên tại tiểu bang Colorado miễn thuế bán hàng cho tất cả các loại sản phẩm về tả lót cũng như là các sản phẩm của phụ nữ. Denver đã miễn thuế cho các sản phẩm dành riêng cho phụ nữ từ năm 2019. Theo bà Amanda Sawyer, ủy viên của Hội đồng thành phố Denver nói rằng, vấn đề lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng riêng tại thành phố Denver đã tạo ra gánh nặng cho các gia đình và những người cư dân cao niên, nhất là khi nhiều người trong số họ có thu nhập cố định. Và tả lót
là một món hàng cần thiết nên được miễn thuế, cũng giống như bất kỳ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Được biết thì thuế của các mặt hàng nói trên đã mang lại cho quỹ doanh thu chung của Denver từ 500 cho đến 800 ngàn Mỹ Kim hàng năm. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng thành phố Denver đã trả quá nhiều chi phí cho công ty thủy cục Denver Water. Trong một bản tường trình được công bố vào ngày 20 tháng 6, các kiểm toán viên đã kết luận rằng thành phố Denver không kiểm tra xem liệu công ty Denver Water có áp dụng mức giá nước chiết khấu của chính phủ theo quy định của thành phố hay không. Bộ Dịch vụ Tổng hợp Denver cũng đã không thận trọng xem xét các hóa đơn tiền nước hàng tháng của thành phố. Còn cơ quan điều hành nước thải Denver thì cũng không kiểm tra tính chính xác của các khoản lệ phí phải trả cho công ty Denver Water khi họ thanh toán tiền cho hệ thống thoát nước. Theo đó, các kiểm toán viên đã thông báo rằng sự phụ thuộc vào công ty Denver Water khiến cho thành phố có nguy cơ phải trả quá nhiều tiền cho các dịch vụ. Theo đó, trong thời gian qua, họ đã xem lại các hóa đơn tiền nước mà cơ quan dịch vụ chung của thành phố nhận được vào năm 2021. Và rồi, họ đã khẳng định rằng ba loại bất động sản do thành phố mua lại nhận hóa đơn của Denver Water theo giá thương mại, chứ không phải là giá chiết khấu của chính phủ. Và sự sai lầm này đã bắt đầu từ năm 2019 và có nghĩa là thành phố đã trả dư lên tới 11.000 Mỹ Kim. Các kiểm toán viên cũng lưu ý rằng số tiền này được hoàn trả lại cho thành phố Denver. Tuy nhiên thì họ cũng nhấn mạnh rằng quy mô tiêu thụ nước của thành phố hiện nay là rất nhiều và theo thời gian chỉ cần những sai sót nhỏ cũng có thể gây tác động mạnh mẽ đến nguồn tài chính. Họ đề nghị thành phố nên hợp nhất mọi dịch vụ thanh toán, điện và nước, kể cả việc thanh toán cho hệ thống thoát nước theo cùng một quy định vào năm 2024. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng một chuyên gia trồng cây đã giải cứu một con đại bàng hói bị thương ra khỏi tổ ở Colorado. Theo cơ quan công viên hoang dã Colorado cũng như là sở cứu hỏa địa phương cho biết, họ đã cùng hợp tác nhằm giải cứu một chú đại bàng hói bị thương ở cánh vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Ông Andy Harem, chuyên gia trồng cây thuộc cơ quan chăm sóc cây cối Highline tại Birdwood, là người đã đưa một con đại bàng nặng tới 20 pound, có sải cánh dài gần 6 foot ra khỏi tổ. Ông cho biết rằng, mọi người đưa một ba lô khăn tắm và nói với ông rằng chỉ cần quấn con đại bàng vào khăn thì nó sẽ không cào cấu ông. Tuy nhiên thì ông cũng đã rất lo ngại vì cha mẹ của chú đại bàng bị thương đã ra khỏi tổ và khi ông và mọi người đến gần gốc cây. Tuy nhiên, chúng chỉ bay vòng quanh rồi xà xuống thật thấp và đậu trên một cành cây khác. Sau khi giải cứu được con đại bàng bị thương và chuyển giao cho chương trình Rocky Mountain Raptor ở Fort Collins, để con đại bàng này sẽ được chăm sóc và bình phục. Sang qua bản tin tiếp nối của chúng tôi cho biết rằng huấn luyện chó đánh hơi để tìm người mất tích tại Colorado. Hiện nay khi ai đó mất tích hoặc là một phạm nhân bỏ trốn tại tiểu bang Colorado, điều đầu tiên mà các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện đó chính là liên lạc với tổ chức phi lợi nhuận Bloodhoundman Tracker. Đây là một tổ chức huấn luyện chó đánh hơi nhằm tìm người do ba nhân viên cảnh sát thành lập từ năm 2014. Và suốt 8 năm qua, có 4 chú chó với tên gọi lần lượt là Copper, Colin, Isabel và Hiccup cùng với 4 nhân viên chăm sóc chúng đã cộng tác với gần 65 cơ quan khác nhau nhằm giải quyết gần 200 vụ án xảy ra tại tiểu bang Colorado. Mặc dù các nhân viên không hề được trả lương, họ đã giúp giải quyết rất nhiều vụ án giết người khét tiếng. Theo ông Brian Eberle, phó chủ tịch của tổ chức này cho biết rằng không có bất kỳ cơ quan nào tại Colorado có đơn vị chó săn làm việc toàn thời gian để có thể theo dõi dấu vết của bọn tội phạm cũng như là giúp tìm kiếm những người mất tích. Vì thế, khi mà cần thiết thì họ sẽ gọi điện thoại cho chúng tôi. Và những người điều hành cũng như những chú chó tinh khôn của họ luôn siêng năng tập luyện vào các giờ trong ngày để trau dồi và duy trì khả năng đáng chú ý của đàn chó trong việc tìm kiếm hài cốt và những người còn sống.
Theo ông Frank Hurst, vị chủ tịch của tổ chức này và cũng là cựu nhân viên điều tra của Sở Cảnh sát địa phương cho biết rằng, loại chó đánh hơi nhìn thấy tất cả mọi thứ như con người, nhưng chúng cũng có đặc điểm là đánh hơi và nhận ra từng mùi vị tốt hơn đến 60 triệu lần nếu so với khứu giác của con người. Nhóm của ông và 4 chú chó trong thời gian qua đã tìm thấy gần 30 người mất tích. Ngoài ra, họ vẫn còn sống và khỏe mạnh. Sinh mạng của mọi người được bảo vệ chính là phần thưởng quý nhất đối với tổ chức phi lợi nhuận mang tên Blood Human Trackers. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức tại thành phố Denver ngày hôm nay. Minh Khoa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.